Này, này, thế giới loài Speakerman cái cầu xảy ra chuyện gì vậy? Một cameraman à? Sao cậu biết chúng tôi gặp nạn mà tới đây? Tôi tới đây là để mời chú tể của cậu tới mừng tiệc thọ của cha tôi. Nhưng rốt cuộc loài của cậu gặp chuyện gì vậy? Có một con búp bê kỳ quái, nó lấy trà trộn vào chúng tôi, sau đó chui vào trong cơ thể, ăn sạch nội tạng của chúa tể Titan Speakerman và hóa thân thành một thực thể quái dị kinh tởm. Nó tàn sát hết loài của chúng tôi. Cái gì chứ? Ôi, bây giờ ta phải làm sao để giúp các cậu đây? Mau rồi báo cho chúa tể của cậu đi. Đây, đây. Được rồi, nhanh chóng quay về nhà thôi chó đất đây. Vâng, thưa cậu chủ, hãy cẩn thận đó cậu chủ. Chúng mày định chạy đi đâu hả lũ người đầu ló kia? Chết hết đi. Cậu chủ, trên phía trước kìa, có đánh nhau. Chúng ta mau đổi sang hướng khác đi. Chết tiệt, hình như là thứ quái vật đang làm lộn, đang giết những Speakerman. Có kẻ lạ mặt nào tới lãnh địa của loài Speakerman nộp mạng nữa à? Gì đây? Một tên cameraman đi với một con chó à? Mẹ kiếp, thứ quái gì xấu xa kìa. Mau, dừng lại cho ta, ngươi không được làm hại loài Speakerman. Cậu chủ cẩn thận. Thứ đó, sao giống như búp bê Huggy Wuggy vậy? Thì ra là ngươi Dogday, ngươi cũng xuất hiện ở đây à? Còn trở thành thú cưng cho thứ cameraman kia nữa. Ngươi chẳng khác gì năm xưa. Hả? Dogday, ngươi quay thứ này hay sao? Đúng vậy đó cậu chủ. Năm xưa khi tôi còn ở công ty Poppy Playtime, thứ búp bê này vô cùng độc ác, đã theo phe tà đạo, từng muốn giết chết chúng tôi. Cũng may chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của một người chơi nên đã giết chết lại hắn. Thật không ngờ hắn lại bây giờ xuất hiện ở đây. Không sai, ta đã thật sự chết, chỉ còn là một cái xác búp bê. Nhưng con trai của tên chúa tể Speakerman nhặt được ta. Hắn xem ta giống như đồ chơi vậy, vô tình truyền năng lượng cho ta. Khi ta hồi sinh lại, ta đã ăn thịt hắn rồi giả dạng thành hắn, tiếp cận lấy chúa tể Titan Speakerman, ăn luôn nội tạng của hắn ta. Bây giờ ta đã biến thành một Titan Huggy Speakerman khổng lồ như thế này rồi. Gì chứ? Thứ xấu xa này, ta phải về báo cho chúa tể Titan Cameraman ta, chứ chỉ ngươi. Ngươi nghĩ ngươi thoát khỏi đây hay sao? Còn thứ Dogday kia, ta sẽ biến ngươi thành nô lệ của ta. Được rồi Dogday, mau quay về thế giới cameraman, giết sạch bọn chúng cho ta. Báo cáo chúa tể, theo trinh thám báo về, loài Speakerman đã bị một thứ kỳ lạ tiêu diệt sạch sẽ. Cái gì chứ? Không thể nào. Chết tiệt, ta vừa mới sai con ta tới mời chúa tể Titan Speakerman tới giữ tiền thọ của ta. Bây giờ phải làm sao đây? Chúa tể, hay là chúng ta cho người qua bên đó tìm cậu chủ đi. Khổ kiếp thật. Được rồi, tất cả nghe lệnh ta. Dogday quay về rồi. Hay quá. Nhưng khoan, con của ta đâu rồi? Không phải ta đã để người luôn đi chung với nó, bảo vệ nó hay sao? Giết sạch loại cameraman chúng mày. Gì thế này? Dogday, bọn ngươi bị điên rồi à? Ngươi muốn giết chết chúa tể tầm cứu ngươi hay sao? Chúa tể ta là Titan Huggy Speakerman. Chúa tể ta bảo ta giết các ngươi, ta sẽ cho các ngươi chết chết. Khổ kiếp, Dogday, dừng lại. Chết tiệt. Mẹ kìa, hắn phản bội lên loài cameraman chúng ta kìa. Anh em đâu? Mau tấn công, bảo vệ chúa ta. Dogday, sao ngươi lại như vậy? Các cameraman nhỏ bé, mau chạy đi. Chết hết đi. Không một kẻ nào được chạy thoát khỏi tay của ta. Chúa tể, tôi sẽ leo mày, giết chết thứ phản bội này. Chết đi. Không. Dừng lại. Dogday, Người không nhớ ta từng cứu người. thoát khỏi cái chết hay sao? Ta không cần biết. Ta chỉ nghe lời chủ nhân ta. Lấy mạng và giết sạch loài cameraman các ngươi. Gì chứ? Gì chứ? Ta mới chính là chủ nhân của ngươi đây. Mấy năm trước, ta vô tình đi ngang một khu rừng thì đã nghe tiếng rên thảm thiết của một sinh vật nào đó. Ta tiến gần thì thấy ngươi, cơ thể ngươi dường như đã bị băm dập, nội tạng không còn nguyên vẹn. Mặc dù ta không biết trong quá khứ ngươi đã làm chuyện gì, nhưng nhìn thấy ngươi vô cùng tội nghiệp, ta đã quyết định cứu ngươi, thay toàn bộ nội tạng loài cameraman cho ngươi, để ngươi sống sót, rồi đem ngươi về cho ngươi phục vụ bên cạnh con trai của ta. Vậy mà bây giờ ngươi lại đối xử với loài chúng ta như vậy. Cảm ơn. Ngươi làm đầu ta khó chịu. Ta sẽ đai đầu ngươi. Ta cảm thấy thật mạnh mẽ. Hay lắm. Bây giờ ta sẽ giết những kẻ đáng phải chết. Chết đi. Lũ người đồng hồ đáng ghét. Ta sẽ hủy diệt tất cả lũ Skibidi Man chúng mày. Đây, tên Huggy Speakerman kia. Hả? Ngươi quay về rồi à? Cái gì đây? Người của ngươi. Đúng vậy. Ta đã giết sạch lũ cameraman đó theo lệnh của ngươi. Và ta đã ăn luôn tên chúa tể đó. Cơ thể ta đã hấp thu sức mạnh của hắn và biến đổi thế này. Tốt lắm. Nhưng khoan, dường như ngươi nói chuyện rất tráo trở với ta, nên nhớ ngươi lại là nô lệ của ta đó. Nô lệ của ngươi à? Nhưng ta không nghĩ vậy. Ngươi là thứ đáng phải chết. Bây giờ ta sẽ kết thúc ngươi. Chết tiệt. Không lẽ lời nguyền chú mà ta dán lên người của ngươi đã vô tác dụng rồi hay sao? Không thể nào. Tại sao lại không thể chứ? Không có gì không thể xảy ra. Đúng vậy. Ngươi đã dán lời nguyền chú lên người của ta, bắt ta phải trở thành một thứ phản đồ, giết chết chính chủ nhân của ta là Titan Cameraman. Ngày ấy trước khi chết đã nhắc tới chuyện quá khứ khiến đầu ta muốn nổ tung. Trong giây phút đó ta đã thức tỉnh. Ta đã ăn lấy cơ thể của ngày ấy, mục đích là để giết chết ngươi. Mẹ kiếp, tên đốt này đây. Đáng lẽ ta không nên tin tưởng ngươi mà phải giết ngươi từ lúc đầu. Ngươi hết lần này phản bội đến lần khác. Ta thật sai lầm. Những thứ độc ác chúng mày mà đòi ta trung thành à? Đừng có không. Tao sẽ giết mày, rồi giết tất cả những kẻ đáng chết trên đời này. Mẹ kiếp, sức mạnh gì đây? Không thể nào. Thật không ngờ mày cũng có thể đột biến sức mạnh của lũ Titan Cameraman đó, giống như cách tao làm với Titan Speakerman. Mày đã quá khen tao rồi đó. Thật khốn kiếp à. Đúng vậy. Kể từ nay mày đừng gọi tao là chó đót này nữa, mà hãy gọi tao là Titan Dogday Cameraman. Tao sẽ trở thành chúa tể mới ở cái nơi này và giết chết mày là kẻ đầu tiên. Mẹ kiếp, thứ Dogday này, mày thật sự đã biến thành một con ác quỷ rồi. Tao phải tiêu diệt mày, kết thúc mày. Mày gọi tao là ác quỷ à? Vậy thì mày cũng là một con ác ma không thua kém gì. Tao phải mạnh mẽ và độc ác như ác quỷ thì mới có thể kết thúc và diệt trừ loại ác ma như mày. Xuống địa ngục đi, Huggy Speakerman kia. Cảm ơn. Mày dám khinh thường tao à? Chưa biết ai kết thúc ai đâu. Dogday Cameraman, đến lúc rồi, tao sẽ cho mày thấy toàn bộ sức mạnh thật sự giấu ở bên trong người của tao. Chết đi. Đến lúc rồi, tao sẽ biến nơi này thành thế giới